Ok mọi người, sau sẽ gần nếu dùng tòa mẹ riêng giới thì video thường như bằng nãy nhầm nằm về ông cá sơi từ lời recycler view và dương phía thơ giờ ở ai thầm và dương là con người recycler view là dương pra nơi sơi view là con action bar và dương chẳng đi cứ chia sample chúng ưu đó là dùng miền bắc chạy núi phần nắng hay dùng chạy sợi tới về nằm chạy bài này và tốt máu dùng phía thờ về thằng máy dùng dùng máy máu về nằm phía thờ dùng chẳng USA này chẳng về nằm phía thờ là ao tầm miền là so ở cứ về giờ tầm ở miền so ấy bây giờ tầm ở a chẳng ao tầm miền so ấy bây giờ tầm ở chẳng nhôm nằm phía thì nên học nghe thôi tạm nhóm mùi dùm hiến kịch mùi dùm hiến ok chẳng dương từ bật cao bật chạy tượng học nghe nhóm lại cho một hai sơ biểu thôi tự kia mình ấy tên phòng nào thế hãy nhóm phim đi về ok chẳng vì chạy nhảy nhưng chẳng dân thật đằng thay dân thật thơ bì ấy mà nhưng chẳng tìm mỗi dân thật thơ bì mình recycle view mình card view miền menu anh chẳng này này chẳng là lỗi đồng bộ nói nhưng xong tôi bật cao nơi recycle dù vào giường là hỏi nó dù như cho layout vào việc mà nhưng đã frame layout ok nên đi dừng lục tích với chó hay dừng tôi bật cao dependency nè không add dependency à hỏi nó recycle recycle view và dương ok để sao tại dương tức visible chúng dương add dependency view mà ok chẳng view mình bằng nhà để sao tại version và dương version android và dương cứ visible mà check mà phải một mũi bộ chẳng là đi và dương cứ đang là phải pram này chẳng cứ trở lại mình vừa dẫn viết cứ smart này trong phố còn này nhá nhưng lúc về máu hay đã bột mà chẳng vừa dẫn viết smart này viết lên miền bánh hải ok chẳng viết lên miền bánh hải nhưng thì thời bật cắt khát ví dụ mùi tiền khát ví dụ add dependency mùi tiền máu chẳng phải hai thì chẳng thời tôi cài ô tô đi kia ok nhưng thật là cái ô tô đi cái phê của môi đi cái gì mà ok ok nhưng sinh ra mày mà ok chẳng ba này chẳng nhưng thật là design mà dưới nhưng ô recycle view và dưới mà ok và dưới đặt ID ở phía dựng là ID mới dựng là ID My Recycler View chứ nhìn thử miên layout xong rồi Recycler View bao giờ nhấn dựng bất cả mùi mà custom layout ok chẳng nhóm ở trong tôi sẽ lấy nhóm miên code ra thôi chúng nhóm ai tới copy code mà đó code này dùng cắt copy bằng đi mà ok dùng phạt với anh chẳng nhận học này design mấy design tới cứ layout mình học văn đó cứ nhóm đi nhóm ai khá ví dụ đi ok hay mình layout mới nên mình tịch ví dụ mùi đi ok tịch ví dụ mình đã TV nếm mà ok chẳng dân cho với dương cùng ai xin video dù bế chẳng nhầm thua chỉ source code xong rồi copy ở vi lươn chẳng như thử miên menu mùi dương ở thử phờ nhưng mà trong tra action bar vừa hạ default bó android cứ action bar chẳng nhầm ở trong tra action bar nhưng trong tra thu ba vi version thamay bó android vậy chẳng nhầm tới cho tới style cho mấy dân lục nịch chào mấy dân đặt no action bar no action bar ok phần đăng bài này chẳng nhưng thử tôi bật ca thu ba mũi tiền máu ok
chẳng hạn như chúng ta bắt cá thu ba mối phụ thai dương ban lúc action ba chào hay nhưng chẳng chúng ta bắt cá dương ban lúc action ba chào hay chẳng chúng ta bắt cá thu ba vía mà đã mất rồi thế thì đã thu ba ok chẳng câu thu ba thì nhiều miền hay đấy ok nhưng trong copy tới cũng ở việc hát về dương thực tế vừa ha nhà ok và ai chỉ check lại là hai bàn mờ mờ Mary nâng bàn ok nhưng chẳng dùng include đi máu dùng include action ba và dương máu add layout layout thu bao vào dưỡng ok hay dựng idea view phong thu bao ok ok chứng viên đang chạy máu như là đi ra sao view my parent thì dựng lại đã ở repent này mà nè ok no 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 ok đi dựng ở below mà ok đi dựng xong đầu từ là thiếu vĩnh nhưng chẳng là lấy dựng đã ở below thủ vào ok chẳng viên nằm smart nghe lấy dựng đã my parent đi nhá ok chẳng viên smart chính những thời châu tập căn cầu và dưỡng dương chọc chọc cầu quái design và dưỡng chẳng nhầm thời miền ở dương thời bật cát menu mùi tiền của thai dương trong minh sơ mẹ nó chính những thời bật cát menu mùi ok chẳng dương thời bật cát menu nhưng cho máu dừng right click máu dừng giờ đi dừng giờ menu máu ok hay dừng đặt chung menu và dừng ok chứng nhận bàn menu hay chẳng dừng xong tập vật ca nơi item màu viết chẳng dừng copy code máu ok item màu viết là bây dừng check được toàn search bán này. Ok chẳng dương bàn ấy vừa trong sơi và dưỡng hay dương đã tan năng má ok hay dương cho tao bật cả nơi đi vào dưỡng layout xong rạp recycle view và dưỡng ok chẳng dương tự đã mà đọc cho dân nó mà đọc cho ok chính giờ extend viết chính vì recycle view not view order ok view holder ý như thường biên view holder mới chấm view holder và dưỡng cứ class my adapter trong máu vô holder bây giờ extend vì tránh phí class không màu nghĩa cứ vô holder sắp tơ mình muốn chẳng dừng nguyên là nấy rồi dừng đã ở thì tịch ví dụ và dương mình nhé thì vì ở nèm dừng nó ok hay dừng file vô vía thế chúng ta nếu dùng thời gian class này giờ tôi đã cho cái này ok đó dùng import class về hay dùng implement method về và to tiếp bay method như thế là thế này chúng ta nói to máu dùng thường miền ở cái lãnh này cứ chia dùng thường miền ở đi môi tiếp cho đọc tớ và dưỡng nhưng cái lãnh này cứ chia cái lãnh dùng ba nhiều và dưỡng chẳng là ok chẳng tốt máu dương ở đây ở inflator vì máu làm bay fine layout để dương custom nắng này hay cái lại nếu dương thường miền
data model và dương mũi chân data model và dương xong bậc cao mũi lại cho một tháng model đã model thấy nhóm miền ở chúa nhóm miền ở private string mũi cho string này nè mũi mà ok hay nhóm miền ở sorry nhóm miền structure mũi hay nhóm bot tam về thơ setter ok ok getter setter và tổng mắt nhưng bậc cả list này đi nó mình đã thằng array list này model là gì nữa smart năng này list mà năng array list tổ máu obvious mà new ready hay có cả object mùi hay nó ok nhưng tổ mới như giờ đi bỏ cho trong constructor và dữ thế chẳng tổ mà dùng ở viên này mà this dot array list smart năng array list và dữ ok chẳng cái này cứ cái này bind view và dữ cứ dùng ở holder và dương dot tv name dot static này array list dot get position đặt position và dương mod dot get name và dương ok bạn này chẳng hạn đi return list dot size và dương min phần ná dương return phần năng ok chẳng chỗ đó là ni bỏ dương máu nhưng chỗ mà đó là cái lại là thông mà dưới chẳng là lấy nhầm xong copy đi mà cứ thay vì đã giá nhưng chưa được xe ok chẳng là lấy cứ chia data ly vào data thì nhóm đã cho rồi ly vào nhóm anh ấy cứ model anh ấy cứ model vào dưới ok anh ấy dùng import class về mà visual when anh ấy cứ model anh ấy cứ my adapter model ok chẳng hạn ấy cứ chia đi vào nhóm tế cứ chia data vào nhóm chính thử ai chính thủ dương ai thu bao giờ mới lại nắng tập bay dương ai reference thu bao và nhớ all dot id dot thu ba này ok khá vì thu ba nó nhưng đã get support action ba này thu ba và dương đã thu ba cho tới ok chẳng ok đi cứ set tế dương đã set men ok ok ba này ok chẳng là dừng ai mà chẳng dừng ai nên layout này cho vào phía chẳng layout này cho vào phía đôi chỉ mà new linear layout này cho này đi mà ok chẳng bắt đầu mà dừng ai recycle vô vào dưỡng dot set dot set set layout nature này layout nature và dương chính dương trừ ai reference recycler view và dương sân ta mình nói về error ấy my recycler view ok chẳng phân lý dương ai set adapter mở bản dương set adapter tới recycler view ok no, no, no. Adapter và dưỡng mà new adapter máu hay dựng bỏ nữ array đi vào dương châu liên này ok liên này country ở dương anh chứng dựng inflator với môi mà sorry sao anh đi dùng copy mà dưỡng mà nhé chứng anh đi dựng ai đã
array នេះ array list អូខេខ្ញុំយកដាក់មកកន្លែងនេះយើងដាក់ array list ចូលបាទនេះโอเคជាងសារមកខ្ញុំច្រឡំនេះ array list អញ្ចឹងយើងឲ្យ recycler view របស់យើង dot set adapter ទៅយើងដាក់ adapter យើងចង់អូខេហើយយើងអាច run មើលបានសារមើលមកអូខេអញ្ចឹង data យើងមកហើយចឹងអ្វីដែលសំខាន់យើងចង់មានប៊ូតុង search នេះដល់ពេលយើងចុច search ទៅវាមាន load ផ្ទាំងមក search អញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើយើងត្រូវនេះហៅនៅ search view របស់យើងដែលយើងបានបង្កើតនៅក្នុងនេះមិញmenu មិញអញ្ចឹងយើងត្រូវ override នៅ method on create menu on create menu okayអញ្ចឹងយើងត្រូវកន្លែងហ្នឹងយើងនេះវាមកយើងឲ្យ get layout flatter វា dot inflate or dot menu យើងទៅ find រ menu របស់យើងហ្នឹង my menu នេះ menu របស់យើងមកโอเคอันนี้ get get menu inflator นั่นไงจังយើងត្រូវ implement នៅ server របស់យើងអញ្ចឹងយើងហៅ menu item របស់យើងដែលយើងបានបង្កើតនោះស្មើនឹង menu របស់យើង find វាមក find action នេះ menu របស់យើងនេះនេះគេខ្ញុំចូលទៅឲ្យអ្នកនរខ្ញុំមើលបន្តិចនេះនេះ ID របស់ menu របស់យើង action menu នេះអូខេអញ្ចឹងយើងដាក់ o.id.action search អូខេប៉ុណ្ណឹងបានហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវហៅ search view របស់យើងស្មើនឹង menu compat get action menu នៃ menu item របស់យើងអូខេហើយយើងទៅ cache វាចឹងកន្លែងនេះទៅឲ្យ listener វាមកនៅពេលដែល menu ចុចទៅឲ្យវាធ្វើអីគេអូខេset on query take listener this មកអូខេចឹងយើងត្រូវ implement ពី method នៅពេលដែលយើងចុចទៅលើ action ហ្នឹងឲ្យវាទៅធ្វើការពី method ហ្នឹងអូខេចឹងវានឹង implement ឲ្យយើងហើយនៅក្នុងហ្នឹងយើងត្រូវទៅបង្កើត menu នេះមួយនៅក្នុងនេះយើងនេះ adapter របស់យើងនេះយើងហៅមក adapter របស់យើងដើម្បីឲ្យវា refresh នៅ data របស់យើងនៅពេលដែលយើង search អញ្ចឹងយើងទៅ say public void set filter មកជាងយើងឲ្យ array របស់យើងតោះមកយើងឲ្យ name model របស់យើង array name model របស់យើងដាក់ array list មកអូខេnew array list ហ្នឹង new array list ពួកហ្នឹងឲ្យច្រឡំជាមួយអា list លើអានេះគឺជា list ផ្សេងសម្រាប់ចាប់យកអញ្ចឹងយើងឲ្យនៅពេលនេះមកយើងឲ្យអា list ខាងលើរបស់យើង list ចាស់របស់យើងហ្នឹងបង្កើត object ថ្មីមួយមក
tụ mở dương ao giờ lấy đi vào dương đoạn at all đã à li thưa mấy dương châu nhưng nó bị đã thưa mấy dương châu nhưng thời giờ nó bị để vi nó bị để vi chậm giờ hết nhưng thời ở vi notify data set change này thay vi ở vi refresh nhưng chẳng ca nghe bởi dân là nâng cho với dân cho từ khăn ông này bởi dân tổ mấy dân thử xe là khăn ông on quarry tích bởi dân nè on quarry tích chen bởi dân là này chứng dân hai tam nhu tích nè nó bê đầy dân hai trịch nè lư mê sợ nị đá viên nâng hai listener viên nâng cho listener này nó bê viên cho listener này viên nâng hai viên mê sợ tí ní viên nâng đá. Ok, chứng dân hai tam nhu tích bao giờ mà chứng bị chạp tam nhu tích nắng smile nhu tích dot dân hình word viết từ lọt khe mà ok chứng ở những array bao giờ đây model bao giờ mà ok hay dân là này nhu array không ai chờ lắm mùi à lỡ thì đã chẳng mà hay mà nhớ là release chính chính từ ca loop viết loop là data đang on được không li bao giờ để li bao giờ dừng ban store chỉ getter setter là không gì nữa model bao giờ nữa model mới mở loop loop array li bao giờ loop array li chắc bao giờ nữa chúng nó về loop bản thì dùng tàng string name mùi mới nó bị chập nhưng hao giờ chập tàng model và dùng dot get name mở hay giờ dot convert viết tới chỉ lowercase lowercase tổ mở nhưng giờ à new country new array bao dùng nó add array chả châu array cha hồi dưỡng new list nè ok oh no no nhưng thử ở lạc hàn môi tiền nhầm chẳng lắm ok nhưng thử ở lạc hàn viên máu và sân chi nè bỏ dưỡng dot content này và sân chi à nè bởi dương trạch nữa dương trạch nó không có ốc vì xe mơ dùm mùi à tích nó không miên tích đứng trong phần 2 chẳng thay vì miên à xo nó không recycler vô bởi dương nữa ở vì thử ấy bà xanh bị xe mơ nhé dương ơi à lịch thầm ấy nhu à rê li bởi dương nữa add à rê chà châu ok ok chứng dựng add đôi chia mẹn array lý dựng add model và dựng châu này chứng array đọc về hơi dựng ao notify data set change để dựng ban hai tam dựng ban bậc cao chỉ measure được không đi nữa dựng hai viên mốt ra mà ok dựng adapter và dựng dot set feature tổ mới dựng bỏ new array li và dương chọn á new array li và dương chọn á error ý kiến array li hay ok array li nhưng anh ấy đâu có return true vậy mà những bạn ấy dùng ai rằng mơ bạn ấy vì lỡ chạy máy giờ mới là bây giờ chết vì lỗi tiền mà chẳng á chẳng là bây giờ bay ở với lỗi thòm là chẳng là bây giờ chạy máy vì cho mày sợ nè ok bây giờ chạy máy cho mày sợ nè là bây giờ chọc làm thay pin bấp nhé nhé cho rồi chẳng là dương vậy a s f không ai giống mình pì ok peter mà ok
Ok, chẳng ở video nâng viên tập bằng năng tế hay nâng ổn hình ai thua tam nhóm step by step tới hay chỉ trong cái đó dùng chui subscribe channel và nhóm môi mà làm bây tự bàn video mình nên trôi và to tiền nhưng mà phố mình lo lo chạy chút là nâng ổn hình chẳng xong chui subscribe channel môi mà hay ai bà xin chỉ ai chui like môi mà like video nâng mới mới hay bản thân thì nè ở trong riêng rồi lôi tam YouTube xong chui subscribe channel Campbell Khmer thấy mùi máu ok đam bay từ tổ ban miền đây ông pi cả rồi lôi tam YouTube để chui channel thông mây vào nhóm ok xong chui subscribe channel mùi máu bản thân chỉ ai ok Messenger ai nói tầm vào và cao tế hay tầm vào bàn pi video đây. Ok, dân dân đừng chụp nên ở video to tiếng.